Sau hơn 2 ngày, các quận huyện tiêm khoảng 200.000 liều vaccine Verocell, hãng Sinopharm và thành phố vừa tiếp nhận thêm 1 triệu liều vaccine này. Thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn trưa ngày 16 tháng 8. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh bước sang ngày thứ 39 giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và đã ghi nhận hơn 149.200 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Theo ông Đức, đến nay thành phố đã có 2 đợt nhận vaccine Verocell, mỗi đợt 1 triệu liều. Trong đó, 1 triệu liều nhận hôm 31 tháng 7 đã được kiểm định xong và đang đưa vào tiêm. Còn 1 triệu liều nhận hôm 14 tháng 8 đang được Bộ Y tế kiểm định. Sau khi được đánh giá đủ điều kiện, vaccine đợt 2 sẽ hòa vào chung số vaccine đang có để tiêm cho người dân. Một lọ vaccine AstraZeneca chứa 10 liều, còn một lọ vaccine Sinopharm chứa chỉ 1 đến 2 liều, nên nó chiếm không gian nhiều hơn. Tốc độ kiểm đếm cũng chậm hơn các loại khác, ông Đức nói và cho biết hôm nay các địa phương sẽ tiếp tục tiêm đồng loạt cho người dân. Ông Đức cho rằng, các chuyên gia đều khẳng định vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Chưa kể, bất kỳ loại vaccine nào cũng cần thời gian để phát huy tác dụng, sau một thời gian sẽ hết hiệu lực, phải tiêm nhắc lại. Vì vậy, thành phố quán triệt tinh thần phải tổ chức khoa học và tiêm nhanh cho người dân, tập trung tiêm cho nhóm nguy cơ cao, lớn tuổi, bệnh nền. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thông tin thêm, từ ngày 22 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, ngày cao nhất đạt 318.000 liều. Đến nay, thành phố nhận hơn 4,4 triệu liều vaccine qua 20 đợt cấp phát của Bộ Y tế, trong đó có 3,6 triệu liều AstraZeneca, 19.000 liều Verocell, 55.000 liều Pfizer và 571.000 liều Moderna. Toàn bộ số này đã tiêm hết. Từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, gần 3,6 triệu người đã được tiêm. Tất cả đều an toàn. Hiện 4 quận, huyện Cần Giờ, Phú Nhuận, 5 và 11 đã cơ bản phủ kín vaccine cho người trên 18 tuổi và đã tạm dừng tiêm mũi 1. Tiếp tục rà soát những người chưa được tiêm, đồng thời chuẩn bị cho đợt tiêm mũi 2. Làm gây ra cái khó khăn cho việc chống dịch. Và hiện nay thì có rất nhiều app và hệ thống để người dân khai. Nói đến việc là thành phố thay đổi mô hình điều trị từ 5 tầng về 3 tầng trong và kêu gọi tất cả các cơ bệnh viện, cơ sở y tế công tư cùng tham gia. Và câu hỏi thứ hai là các cơ sở y tế tư nhân tham gia thì họ có được thu phí điều trị hay không? Câu hỏi về cơ bản là chúng ta phân tầng cũng tuân thủ theo cái chỉ đạo của Bộ Y tế. Tất cả thì trong thời gian sắp tới thì thành phố sẽ cố gắng làm sao giữ và mở rộng được những cái vùng xanh này. Ngày mà lập quét mã QR code thì hiện nay cái việc mà triển khai một cái tờ khai y tế chung dành cho cả chi trả gói an sinh xã hội hiện nay thì thực hiện mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là không để người về nguyên tắc thì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương rất là nỗ lực đưa công nghệ vào trong ứng dụng hỗ trợ cho công tác của hoạt động của thành phố nói chung. Trong những đề nghị Sở Y tế là quan tâm và có những cái hướng dẫn cụ thể để làm sao. Tuy nhiên chiều nay thì vào lúc 15 giờ, Ban chỉ đạo thành phố sẽ có cuộc họp tổ chức quán triệt